Chào Hà. Chào chị khỏe không? Cảm ơn Hà. Mời chị vô nhà. Hà có hay dậy sớm không? Ngày nào 6 giờ rưỡi em cũng dậy rồi. Dậy sớm quá. Dạ. Hôm nay đẹp có một buổi phỏng vấn nhỏ với Hà. Hà đã sẵn sàng chưa? Em tưởng đến giờ hai chị em mình đã bắt đầu rồi chứ. Hà ở nhà mình hả? Sợ em đi công tác rồi, chỉ có mỗi mình em ở nhà thôi. Việc đầu tiên mà Hà thường làm sau khi thức dậy mỗi sáng là gì? Đó là uống một ly nước ấm, pha một tí muối cho thanh lọc ruột. Hay quá. Việc thanh lọc này có tác dụng như thế nào đối với sức khỏe và sắc đẹp của Hà? Ruột khỏe thì hệ tiêu hóa hấp thu tốt được. Đối với em, muốn đẹp trước hết là khỏe đã. Chính xác. Hà có tập thể dục không? Có chị. Em tập yoga cũng được hơn 7 năm rồi. Em rất là yêu thích bộ môn này. Nó giúp cho mình có một cái vóc dáng nó khỏe mạnh, dẻo dai nè. Rồi còn giúp chống lão hóa rất là tốt nữa. Lịch tập của Hà như thế nào? Một tuần thì em tranh thủ tập 3 lần một tuần. Có bận cách mấy thì vẫn cố gắng sắp xếp để tập. Để xem bữa sáng của Hà như thế nào đây. Không biết người nổi tiếng thì ăn sáng nó giống mình hay không. Bạn ăn đây rồi. Wow, rất là nhiều rau củ và các loại trái cây. Có táo này, nho, quýt, xoài. Wow, salad ngon quá. Chị, Hà tự chuẩn bị bữa sáng nghe, có ai giúp không? Em tự chuẩn bị chị. Ồ, mà Hà ăn trái cây ngay trong bữa sáng luôn hả? À, đúng rồi, em thường ăn trái cây cho buổi sáng lắm. Tại vì buổi sáng là lúc mà bao tử mình được kích hoạt trở lại. Thì em hay ăn những cái loại trái cây mà nó chất chua như là táo nè, lê và nho. Thường thì Hà chọn những cái phương pháp làm đẹp như thế nào? Phương pháp làm đẹp tự nhiên. Theo Hà thì đẹp tự nhiên là như thế nào? Đó là một vẻ đẹp khỏe khoắn và tươi trẻ. Như vậy cái bữa sáng này có nằm ở trong những cái bí quyết làm đẹp tự nhiên của Hà hay không? Một trong những bí quyết đó chị. Hà thích phong cách thời trang của ngôi sao nào? Em rất là thích phong cách của Miranda Kerr. Theo Hà thì phụ nữ nên mặc như thế nào để đẹp tự nhiên? Mỗi người có một quan điểm khác nhau về cái đẹp tự nhiên chị ơi. Nhưng mà theo em thì để đẹp tự nhiên khi mà chúng ta mặc một bộ đồ nào đó thì thứ nhất đó là phải càng đơn giản càng đẹp, thứ hai là không quá hở hang, và thứ ba là phải phù hợp với nơi mình tới nữa. Giày cao gót với lại giày bệt thì đâu là ưu tiên của Hà? Giày bệt, tại vì nó rất là thoải mái và tốt cho xương nữa. Hà nghĩ phụ nữ có nên mặc theo sở thích của người đàn ông của mình hay không? Em nghĩ rằng là phụ nữ nên làm đẹp cho mình trước hết đã, tại vì có tự tin thì mới quyến rũ được. Vậy đẹp tự nhiên có phải là vẻ đẹp trời cho không, theo Hà? Mỗi phụ nữ sinh ra đều có một vẻ đẹp tiềm ẩn hết. Tuy nhiên là mình phải biết cách mình gìn giữ và mình duy trì nó. Để đẹp tự nhiên thì có khó không? Không phải là khó hay dễ, mà đó là một quá trình dài. Mình phải biết là cơ thể mình cần gì và phải kiên nhẫn nữa. Hà tự tin nhất bộ phận nào ở trên cơ thể mình? Chắc là đôi lông mày chị. Hàng triệu cô gái muốn đẹp như Hà và rất muốn biết những bí quyết làm đẹp của Hà như thế nào. Em sẵn sàng chia sẻ bí quyết đó. Thực ra thì tìm kiếm những cái thông tin về làm đẹp của Hà ở trên internet thì không có khó. Nhưng mà có phải là Hà vẫn còn rất nhiều bí mật khác chưa bật mí hay không? Đẹp tự nhiên nhưng không tự nhiên mà đẹp. Đây là quyển sách mà em đang thực hiện. Thì quyển sách đẹp tự nhiên nhưng không tự nhiên mà đẹp. Em sẽ chia sẻ những cái bí quyết làm đẹp của chính bản thân mình trong suốt những năm vừa qua. Và đặc biệt rằng là trong quyển sách này còn có những cái chia sẻ, những cái kinh nghiệm của rất là nhiều chuyên gia làm đẹp đến từ tạp chí Đẹp. Và quyển sách này thì không có bán đâu, chỉ dành tặng thôi. Em sẽ dành tặng 1.000 quyển sách này cho những ai mà yêu thích và ủng hộ cho dự án đánh thức vẻ đẹp tự nhiên. Bây giờ thì tất cả mọi người có thể đăng ký để nhận được quyển sách này rồi. Hà có còn điều gì muốn chia sẻ thêm với những người phụ nữ hay không? Em muốn chia sẻ với tất cả chị em phụ nữ rằng vẻ đẹp tự nhiên không quá xa vời đâu, và hãy cùng Hà đánh thức nó. Cảm ơn Hà.